chào mừng anh em quay trở lại với channel của Tôn Côn nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một video review về skin mới ra mắt Aobozu. Vâng, Aobozu giải mã siêu nhận thức đúng không anh em? Giải mã siêu nhận thức đúng không? Để mình xem lại cho mình đọc đúng chưa đã. Đúng rồi, giải mã siêu nhận thức. Vâng, cái tên nghe rất hoành tráng trong bộ skin mới ra cùng với Yotohime. Ở trong trận đấu này chúng ta hãy cùng xem thanh niên sử dụng skin này đối đầu với bên kia, đó chính là bé rắn. Đây là một kèo khá là căng cho Aobozu. Rắn bên kia có khả năng cấu rỉa liên tục đam phép và Aobozu lên cho mình đồ rất thông minh. Anh em có thể thấy đóng ngay một món đồ thủ. Đây mình sẽ đọc tên cho anh em, đó là kết hồn bắt chỉ kính. Với cái món đồ này sẽ giúp thanh niên này có khả năng hồi máu nha anh em. Đấy, nếu không đánh nhau thì sẽ hồi được máu. Rất ok với Aobozu với những thức tần có khả năng cấu rỉa như thế này. Anh em có thể thấy truyền lừa lúc vâng lao ulti vào gõ luôn vào bé rắn. Tốc biến gõ vâng, tốc biến outplay từ rắn rất hay. Đây là mức rank thách đấu nha anh em. Anh em có thể thấy là họ outplay nhau rất nhiều. Và mạng đã phải nằm xuống rồi. Chỉ một pha di chuyển sai thôi là sẽ có mạng phải nằm xuống cho Aobozu. Wow, em thấy hay chưa? Ở trận đấu này thì Aobozu lên cho mình đó chính là theo đường quỷ nha anh em. Toàn bộ skin chuyển hết skill toàn bộ kỹ năng ấy, màu kỹ năng chuyển hết sang màu đỏ. Anh em nhìn có thể biết ngay đó chính là đang ở dạng quỷ nha. Đấy. Tất cả các chiêu thức của Aobozu trong bộ skin mới này toàn bộ thành màu tím hết. Có những cái khối cầu ở trên đầu nha anh em. Đấy. Đánh dấu được các kiểu. Vâng, bên kia là bé rắn Ai Cập lao vào gõ luôn. Rắn bất ulti lên có nối dây rồi, bây giờ sẽ là thả thao hồ mà sấy vào Aobozu. Aobozu phải lùi về rồi, hết nối dây, vẫn quay lại trả đam nhưng không ăn được rắn. Bây giờ rắn cấu rất là đau rồi nha anh em có thể thấy vừa lao lên và chạm nhẹ cái là còn có 1/4 máu, cực kỳ khó chịu. Ôi giời, có cả rừng vòng đằng sau này thì thôi cụ đi rồi. Cụ đi tay chân nó gọi là lạnh ngắt rồi. Có chiêu cuối chạy cũng không ăn thua. Một pha gành rất hay của team đỏ. Kèo này team xanh khéo cũng khó nhằn nhở. Ui giời, đây rồi. Toàn bộ thành viên team mid và support lên trả thù cho Aobozu rồi. Khả năng sẽ có mạng nằm xuống và đó chính là bé rắn. Tiếp theo là hắc lớn. Vâng, một pha trả thù rất hay, support chạy từ dưới bot phi thẳng lên trên top đánh nhau. Gấu vai trưởng bị Phượng Hoàng tóm được, đang cố chạy và chắc là không chết được bởi vì lượng gia tạo ra quá nhiều. Trụ đường mid đã ra đi. Vâng, wow, Suten, ui Suten chơi luôn cả áo, không phải Suten mà hắc bé làm nhẹ hai mạng đứng trên luôn. Quá ngon thơm. Hắc bé 9-0 rồi anh em ạ. Vãi trưởng chơi gì nữa. Bên kia là bé nội top 1. Vâng, nội top 1 thì phải nếu mình không nhầm. Vãi trưởng thật làm quả 9-0 rồi. 8 phút 30 ông làm 9 mạng. Thanh niên đó là Bilibili gì đó. Anh em đều biết là những thanh niên có tên Bilibili đánh rất ghê. Phượng Hoàng lao vào chơi. À, mấy thanh niên như có kèo đổi lên. Phượng Hoàng ra đường. Team này không có team này ảo ma camera ấy nhở. Phượng Hoàng là hỗ trợ anh em, Phượng Hoàng hỗ trợ rồi. Phượng Hoàng là support. Hắc đi rừng, nội đường giữa và rắn đường trên, rất nhiều đam phép luôn. Và Aobozu sẽ chỉ là đẩy đường dưới thôi, một mình farm ở đường dưới, không cần biết ai với ai. Ta là nhất. Ok, cứ trụ mà gõ đấy anh em, ai cản được ta nữa. Hắc lao vào khéo bay màu luôn đi chứ. Phát quạt rất đau anh em ạ, anh em để ý những cái phát này. Ấy, ấy. Ôi thôi, xong rồi, tôi xong rồi. Mình nhìn thấy rất nhiều người xuống. Vâng, team đỏ nghe vẻ ghét thanh niên Aobozu này sao. Vâng, chạy rất hay. Ôi, có bị choáng. Thôi xong rồi. Chạy rất hay nhưng mà bạn hơi đen là 4 người bắt bạn chứ không phải là 3. Nếu 3 người thì ok.
và không dính cái choáng của nội thì cũng là ok, chạy rất hay. Lướt qua bên kia tường, Ulti qua bên kia tường, tốc biến lướt sang bên kia tiếp, nhưng mà ăn cái choáng của nội cho nên là không thể chạy được. Ờ, nói chung là bạn hơi nhọ. Vâng, và 12-11 cho team xanh. AD bé lúa team xanh cũng đi 3 mạng rồi, 0-3 rồi. Mình nghĩ là trận đấu này thì Aozu sẽ auto là đi đẩy lẻ đấy anh em nha. Đi đẩy lẻ, farm, lấy đồ. Bắt đầu nhiều đồ là sẽ đánh nhau, bởi vì team xanh đang có hắc bé gánh team quá kinh đi, 13-0. Chơi bời gì. Đấy. Có 4 ông mà quét sạch, không cần đến Aozu luôn, bởi vì các chiêu thức dồn hết vào Aozu vừa xong rồi. Cho nên không còn gì để đánh nhau với cả các thành viên team xanh vừa rồi nữa. Hắc lớn lao ra, ui trừng phạt, còn một chấm máu trừng phạt rất ok đến từ cốt. Ơ cay nhỉ, đang ăn mà nó lại kéo ra không cho ăn, bực. Chúng ta cùng xem liệu có pha solo hai thanh niên này không. Ơ một gõ không đánh nhau luôn, phải mình là mình lao mình phô khô máu luôn, hắc còn ít máu hơn mà đấm luôn. Vâng, con nữ đã lấy thêm được con quái bùa đường sông nữa rồi. Đây là skin cũng khá là rẻ đấy nha anh em. Anh em hoàn toàn có thể mua để trải nghiệm, không đắt như Yotohime. Đấy, anh em có thể xem những cái hiệu ứng. Hiệu ứng skin nó cũng bình thường chứ nó không đẹp như Yoto. Đấy, anh em nào main Aozu thì nên mua cũng được, không thành vấn đề. Chúng ta có thể thấy là máu của Aozu lên theo đường này cực kỳ kinh khủng, không thể vạch đâu nữa rồi, quá nhiều máu đi. Rồi cả nội có nối dây đến từ rắn, cân ba luôn, cân ba luôn. Ôi hai thanh niên lên kêu bỏ rồi. Ôi ôi, kệ cho rắn solo nhưng mà không được rồi bạn ơi. Tưởng rắn ăn được, hai thanh niên kia quay về hỗ trợ nhà. Vâng, và rất tiếc bây giờ Aozu quá nhiều đồ rồi, lên đồ kháng phép luôn rồi kìa anh em kìa. Đấm nhau luôn, lên cả xuyên rét cả kháng phép, đấm luôn vào bé rắn. Rắn 2 năm rồi. Chiêu cuối thẳng vào giữa team, có ăn được thanh niên hắc không? Có ăn được hắc rồi, hắc nằm xuống. Tiếp theo là vâng, hất lên tốc biến rất nhanh. AD team đỏ cũng ra đi nốt, và trận thắng này sẽ là dành cho team xanh thôi, bởi vì thanh niên hắc bé, à nhầm bạch bé đánh ghê quá. 16-0, phút thứ 13 anh em ạ. Giết người vượt thời gian, gánh team vãi trưởng. Top 1 nội không là vấn đề với thanh niên bạch bé. Vâng, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Like, share, đăng ký kênh, nhớ để lại comment bên dưới. Về tinh thần anh em mình xem tiếp theo nha. Còn bây giờ thì bye bye.